cả Man City và Man United đã có những màn chạy đà trái ngược nhau trong vòng đấu cuối cùng Premier League cuối tuần qua. The Citizen bất ngờ để Brentford đánh bại dù cho đó là trận đấu không có nhiều ý nghĩa, trong khi Quỷ Đỏ đã có cái kết trọn vẹn ở mùa giải năm nay khi đánh bại Fulham trên sân nhà Old Trafford, qua đó chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 Trung Quốc. Nhưng tất cả đều hiểu, những kết quả trên không có quá nhiều giá trị khi hai đội sẽ so tài với nhau ở trận chung kết FA Cup vào 21 giờ thứ bảy này trên sân vận động Wembley. Bởi lẽ về mặt lý thuyết, nửa xanh thành Manchester chắc chắn là đội bóng được đánh giá cao hơn nhiều so với đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag. Cả về mặt phong độ, chất lượng lối chơi lẫn sự kết dính của những cầu thủ hiện có, Man City đều tỏ ra vượt trội so với đại kình địch cùng thành phố. Man United đã tiến bộ rất nhiều dưới bàn tay của ten Hag ở mùa giải năm nay. Dù vậy, với tiêu chuẩn bóng đá đang đạt đến độ hoàn hảo mà đội chủ sân Etihad đang trình diễn, thì chừng đó thôi vẫn là chưa đủ. Thực tế, Man United đang trở thành phiên bản tốt hơn của chính họ trong suốt 10 năm qua, thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson, là điều có thật. Lối chơi của Quỷ Đỏ, khả năng phối hợp cũng như tinh thần tập thể và bản lĩnh chiến đấu ở những thời điểm quan trọng đã được nâng lên một tầm cao mới khi Erik ten Hag lên nắm quyền tại nhà hát của những giấc mơ. Man City hay hơn là đội không cần phải bàn cãi, nhưng cũng không thể không nhắc đến sự nâng cấp về mọi mặt từ nửa đỏ thành Manchester. Đến ngay cả Pep Guardiola cũng đã phải lên tiếng thừa nhận về điều này ở một phát ngôn mới nhất. Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Man City cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất và chơi một trận đấu ở đẳng cấp cao nhất mới có thể đánh bại Man United. Sau khi xem Man United thi đấu, tôi thực sự đã bị ấn tượng. Dù sao thì tôi cũng sẽ cẩn thận về việc lựa chọn đội hình. Nhưng sau ngày hôm qua và những trận đấu gần đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể. Tôi có một kế hoạch cho Man United và Inter Milan. Bạn phải chuẩn bị khác đi. Tôi phải xem mình có bao nhiêu cầu thủ phù hợp. Tôi có thể nói rằng tôi đã xem Inter một chút vào tuần trước, nhưng không phải tuần này. Tôi tập trung vào Man United hơn. Tôi đã xem trận đấu của họ với Chelsea và xem lại những gì mà họ đã làm. Trong khi đó, huấn luyện viên Erik ten Hag lại khá dè dặt trước Manchester City. Man United chuẩn bị có một tuần quan trọng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình ở chung kết FA Cup. Ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Man United, huấn luyện viên Erik ten Hag đã làm khá tốt nhiệm vụ khi rút bóng chủ sân Old Trafford trở lại Champions League và giành danh hiệu Carabao Cup. Theo báo chí Anh, MU có thể tổ chức buổi lễ rước cúp đầu tiên sau 10 năm nếu có thêm chức vô địch FA Cup. Tính cả trận đấu thắng Chelsea, MU đã bất bại 29 trận liên tiếp trên mọi đấu trường tại Old Trafford. Ngoài ra, Quỷ Đỏ còn phá kỷ lục thắng trên sân nhà, tồn tại từ năm 2002-03, 27 trận so với 26 trận. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn cần phải cải thiện phong độ nếu muốn có được chiếc cúp vô địch ngoại Anh ở mùa giải tới. Đáng chú ý, nếu có thể đánh bại người hàng xóm trong màn so tài tại Wembley sắp tới, Quỷ Đỏ thành Manchester sẽ tạo ra kỳ tích chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ. Cụ thể, nếu vượt qua được The Citizen, đây là lần đầu tiên MU vô địch FA Cup cùng cúp liên đoàn trong cùng một mùa giải. Còn nhớ, vào tháng 2 vừa qua, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Erik ten Hag đã đánh bại Newcastle để xưng vương tại Carabao Cup. Vì thế hơn lúc nào hết, họ đang rất khao khát có được cú đúp danh hiệu quốc nội. Thực tế, MU đã có không dưới một lần lọt vào những trận chung kết tại hai giải đấu ấy ở cùng mùa giải, song đều chẳng thể lên ngôi. Còn nhớ, ở mùa giải 1982-1983, dưới sự dẫn dắt của Roy Atkinson, Quỷ Đỏ đã gục ngã trước Liverpool ở chung kết cúp liên đoàn và sau đó đánh bại Brighton trong khuôn khổ FA Cup để xưng vương. Hơn 10 năm sau, mùa giải 1993-94, Sir Alex Ferguson tiếp tục đưa Man United đến trận chung kết những giải đấu nói trên. Tuy nhiên, đội bóng của chiến lược gia vĩ đại ấy cũng chỉ có thể đánh bại được Chelsea 4-0 ở Cup FA rồi bất ngờ thua Aston Villa ở Cup Liên đoàn. Do vậy, trong lần thứ 3 có cơ hội giành cú đúp danh hiệu quốc nội, người mộ Quỷ Đỏ đang rất hy vọng huấn luyện viên Erik ten Hag cùng góc trò sẽ không làm cho các cổ động viên phải nuối tiếc như những gì đã diễn ra. Nếu có thể lên ngôi, MU sẽ trở thành câu lạc bộ thứ 5 của bóng đá Anh vô địch cả Cup Liên đoàn lẫn Cup FA trong cùng một mùa giải, sau Arsenal, Chelsea, Liverpool 2 lần và Manchester City. Vậy truyền thông nước Anh nói gì về trận derby, đồng thời cũng là trận chung kết hấp dẫn nhất, khó đoán nhất mùa giải này? Trước tiên, hãy đến với những mạch nước mà nhà báo Isaac Johnson thuộc tờ Manchester Evening News. Cây viết này cho rằng, đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn có thể bố trí 3 sơ đồ chiến thuật đáng gờm để gây bất ngờ cho Man City trong nỗ lực cạnh tranh danh hiệu FA Cup. Phương án 1. Bộ ba Garnacho, Rashford, Sancho cùng xuất hiện. Ở tuyến giữa, Fred với phong độ khởi sắc thời gian gần đây, nhiều khả năng sẽ tiếp tục cùng Casemiro và Bruno Fernandes đá chính ở trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Phương án thứ hai, Anthony trở lại thi đấu cùng với Rashford và Sancho. Trong sơ đồ này, Christian Eriksen chứ không phải là Fred sẽ người đá chính ở tuyến giữa Man United cùng với Casemiro và Bruno Fernandes để nỗ lực ngăn chặn Kevin De Bruyne kiến tạo cho Erling Haaland hay các đồng đội khác ghi bàn. Phương án 3, MU sẽ vẫn đá với sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, hai nơi cánh hàng công của họ
sẽ do bộ đôi Nam Mỹ Garnacho trái và Anthony phải đảm nhận để trợ chiến cho Rashford giữa. Trong khi đó, tờ Mirror khẳng định kế hoạch đá chính trận chung kết FA Cup của Man United đang trở nên hỗn loạn. Ten Hag buộc phải thay đổi kế hoạch và chiến thuật của MU vì chấn thương nghiêm trọng của một ngôi sao. Theo đó, tiền đạo người Pháp Anthony Martial được xác nhận là đã bị loại khỏi danh sách trận chung kết FA Cup khi anh bị căng gân khoeo trong trận đấu cuối cùng của mùa giải Premier League mà MU đánh bại Fulham 2-1 tại Old Trafford. Martial thường xuyên sắm vai tiền đạo cắm trong giai đoạn cuối mùa giải thay cho Vaveros trong đội hình của Quỷ Đỏ. Martial đã được nghỉ ngơi trong chiến thắng ngược dòng của MU trước Fulham ở vòng cuối cùng Premier League tuần trước. Song, anh vẫn không thể góp mặt ở trận chung kết. Chuyên gia Danny Murphy thì cho rằng có hai điều kiện tiên quyết mà Ten Hag phải làm nếu như muốn làm nên điều kỳ diệu cho Manchester City. Đầu tiên là chơi với hai tiền vệ phòng ngự. Điều còn lại là cấm không cho David De Gea chơi bóng ngắn. Ở lưu ý đầu tiên, Danny Murphy cho biết, một mình Casemiro dù rất tài năng, song không thể ngăn cản được bộ đôi quái vật Ilkay Gundogan và Kevin De Bruyne. Chuyên gia của Daily Mail lại lấy ví dụ ở trận lượt đi. Khi Ten Hag chơi với một tiền vệ phòng ngự bên cạnh Bruno và Eriksen, thì Man United đã bị nghiền nát tới 6 bàn thua. Chính vì thế, hoặc Fred hoặc Scott McTominay, một trong hai người này sẽ phải xuất phát từ đầu để cùng Casemiro đi đấm nhau, bảo vệ Man United khỏi áp lực từ xa. Nhưng lưu ý thứ hai mới là điều quan trọng. Với một đội pressing ác liệt như Manchester City và David De Gea thì dùng chân quá củi bắp, Ten Hag phải chỉ đạo phất bóng dài ở mọi tình huống. Xin nhấn mạnh là mọi tình huống. Tất nhiên thì chơi bóng dài chẳng có vẻ gì là đội bóng lớn, nhưng trong một trận chung kết, miễn thắng là được. Chuyên gia Danny Murphy cũng tin rằng, với hai chiếc xe máy Garnacho và Rashford, cách tiếp cận trận đấu này là cần thiết. Trái với những hiên kế này, huyền thoại Yaya Toure khẳng định Man United không đủ tuổi để thắng Man City bởi đôi bên quá chênh lệch. Thậm chí ông còn không quên khi ở Quỷ Đỏ bằng thất bại Eche 1-6. Toure nói đầy hào hứng: ở trận bán kết FA Cup trước đó, chúng tôi chỉ thắng 1-0 với một cơ hội ghi bàn duy nhất. Toure là người ghi bàn. Nhưng tại Old Trafford, chúng ta đã dập họ 6-1. Đây là hang ổ của họ. Đây là đội bóng của huấn luyện viên hàng đầu thế giới, nhưng chúng tôi vẫn làm được điều đó. Còn gì tốt hơn thế? Đồng thời, tôi đã dự đoán Man City sẽ lại có một cái tát lật mặt dành cho hàng xóm.